Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị cuốn DVD ghi lại tiểu sử và các hoạt động xã hội qua các hình ảnh về cuộc đời phục vụ tha nhân của Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh Sang như sau. Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh Sang sinh năm 1940 tại tỉnh Bắc Ninh, Bắc Việt. Trước năm 1975, dạy học tại các trường trung học La Santabe, Thánh Mẫu và Đức Trí ở Sài Gòn. Làm thông dịch viên và dịch thuật Anh ngữ cho cơ quan cố vấn viện trợ Hoa Kỳ, MACV. Phụ tá trung tâm trưởng của 18 kho tồn trữ tiếp liệu Hoa Kỳ tại Tân Thuận Đông, Nhà Bè, Sài Gòn. Sang tới Hoa Kỳ từ năm 1975 đến năm 1980, làm điều hợp viên chương trình tị nạn Đông Nam Á cho cơ quan thiện nguyện công giáo, gọi tắt là USCC, tại tiểu bang Oklahoma. Cuối năm 1980, được tuyển dụng vào chức vụ phụ tá trưởng phòng tố tụng, đặc trách luật sư đoàn liên bang và nhập tịch cho Tòa án Liên bang Hoa Kỳ tại Oklahoma City. Ngày 31 tháng 3 năm 1979, được thụ phong phó tế vĩnh viễn và là người Việt Nam đầu tiên trên toàn thế giới lãnh nhận thiên chức này tại Hoa Kỳ. Ngày 20 tháng 6 năm 1988, được diện kiến và được đặc ân phó tế lễ với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong nguyện đường riêng của Ngài tại Tòa Thánh Vatican. Thầy Phó Tế Sang đã phục vụ 11 năm cho giáo xứ Mỹ, cộng thêm 2 năm phục vụ cho giáo xứ Mỹ da màu và 7 năm rưỡi cho giáo xứ Việt Nam. Từ năm 2003 cho đến hiện tại, làm tương úy trại tù từ cấp tiểu bang lên đến cấp liên bang cho Tòa Tổng Giáo phận Công giáo Oklahoma City vào những ngày cuối tuần. Trước năm 1975, Thầy Phó Tế Sang là cựu sinh viên Đại học Văn khoa Sài Gòn và là cựu sinh viên Luật khoa Sài Gòn. Sau năm 1975, Thầy Phó Tế Sang là cựu sinh viên Ban Cao học tại Đại học Oklahoma City University, là cựu sinh viên luật khoa tại Đại học University of Oklahoma, là cựu thí sinh dự thi lấy bằng hành nghề luật sư tại tiểu bang Indiana, là cựu thí sinh dự thi lấy bằng hành nghề luật sư tại tiểu bang Louisiana, là cựu ứng viên đã được tuyển chọn làm giám khảo di trú và nhập tịch Hoa Kỳ tại Dallas, Texas, là cựu ứng viên đã được tuyển chọn làm thanh tra di trú Hoa Kỳ tại Houston, Texas, tốt nghiệp khóa đào tạo tuyên úy trại tù cấp liên bang của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tổ chức tại tiểu bang Colorado. Nói tóm lại, khi còn đang tuổi niên thiếu, nhờ sự tận tình dạy bảo về âm nhạc của người cậu ruột là nhạc sĩ Hoàng Trọng
Phó Tế Sang đánh đàn trong ban văn nghệ Nha Quân Y để giúp vui cho các thương bệnh binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào mỗi cuối tuần tại Tổng Y viện Việt Nam Cộng Hòa. Đồng thời, Phó Tế Sang cũng lập một ban nhạc riêng lấy tên là Ngọc Quỳnh, Ngọc Quế, Ngọc Hải, cùng với ba cô em gái Tuyết Lê, Tuyết Lan, Tuyết Loan, lập thành một ban vũ mang tên là Ban Vũ Tuyết Lê, trình diễn nhiều lần ở rạp hát Thống Nhất Sài Gòn và đi trình diễn ở lục tỉnh miền Tây nhiều lần để gây quỹ nuôi trẻ mồ côi cho Hội Dục Anh đường Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn, mà thân mẫu của Phó Tế Sang làm quản lý cho cô nhi viện này trong nhiều năm. Trong gần 5 năm liên tục làm việc cho cơ quan thiện nguyện USCC, thầy Phó Tế Sang đã hoàn tất các thủ tục hành chính để đưa gần 8.000 người từ các trại tị nạn tại Hoa Kỳ và các trại tị nạn tại các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines đến định cư tại tiểu bang Oklahoma. Và trong suốt hơn 32 năm liên tục phục vụ trong ngành tư pháp Hoa Kỳ tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ thuộc tiểu bang Oklahoma, thầy Phó Tế Sang đã tiến hành các thủ tục hành chánh cho 15.000 luật sư cấp tiểu bang, được cấp giấy phép hành nghề luật sư cấp liên bang, và gần 30.000 người tuyên thệ nhập tịch Hoa Kỳ đến từ 50 quốc gia trên thế giới. Nhờ vào những thành tích đáng kể này, thầy Phó Tế Sang đã được Tòa án Liên bang Hoa Kỳ tuyên dương công trạng trước công chúng và được trao tặng lá quốc kỳ của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Và lá quốc kỳ này đã được treo lên 24 tiếng đồng hồ trên đỉnh nóc Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ tại thủ đô Washington DC đúng vào ngày 27 tháng 2 năm 2012, là ngày chính thức về hương của thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh Sang. Sau hết, trong nhiệm vụ là một thuyên úy trại tù tình nguyện không lãnh lương, thầy Phó Tế Sang có bổn phận phải đến ủy lào và rao giảng tin mừng cho các tù nhân không phân biệt chủng tộc hay tôn giáo vào những ngày cuối tuần. Liên tục đã hơn 18 năm qua cho đến hôm nay, và Phó Tế Sang vẫn còn tiếp tục thi hành công tác này cho tới 75 tuổi mới được phép về hưu theo đúng quy luật của Giáo hội Công giáo dành cho các phó tế vĩnh viễn sau khi đã được diệu chức phó tế. Thank you.
Thưa quý thân hữu, sau đây là đôi hàng giới thiệu của ông Nguyễn Văn Cường về công việc tận hiến của thầy phó tế Nguyễn Mạnh Sang, mà ông Nguyễn Văn Cường đã nhiều năm sát cánh chung vai với thầy phó tế Nguyễn Mạnh Sang đi ủy lạo các tù nhân không phân biệt màu da hay chủng tộc tại các trại tù từ cấp tiểu bang lên đến cấp liên bang như sau. Thầy phó tế Nguyễn Mạnh Sang sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống phục vụ và yêu mến tha nhân. Là người con trưởng trong một gia đình công giáo, ông đã hấp thụ và tôn giữ căn cốt của 10 điều răn của Hội Thánh: kính Chúa và yêu người. Thêm vào đó, bên cạnh môi trường nuôi dưỡng săn sóc những đứa trẻ mồ côi bị từ bỏ mà cụ bà thân mẫu làm giám đốc cơ quan từ thiện này, Viện Dục Anh. Đây là một vấn nạn không nhỏ của xã hội đương thời đang trong giai đoạn chinh chiến. Tuy nhiên, với lòng hy sinh, tận tụy và lòng nhân ái bao la, cụ bà thân mẫu đã đem san sẻ, đùm bọc cho đám tuổi thơ vô tội và bất hạnh này. Thầy phó tế Sang không thể nào không thấm nhuần và nhận ra tình yêu cao thượng này của người mẹ hiền dành cho con người. Thật vậy, thầy phó tế Sang đã trưởng thành trong cái truyền thống thương yêu, săn sóc tha nhân của gia đình, lại thêm cội nguồn tinh thần Thiên Chúa giáo đã cho thầy phó tế nhận ra sự răn dạy của Chúa Giêsu còn để lại trong Kinh Thánh: ta đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Với kim chỉ nam đó, thầy phó tế Sang đã dành rất nhiều thời gian của cuộc đời cá nhân để tự hiến, tự dấn thân trong tiến trình phục vụ tha nhân, mà điển hình nhất là săn sóc phần tâm linh cho các tù nhân của xã hội. Thầy phó tế Sang là con người của sự đạo đức thánh thiện, nhưng trong thực tế, ông không sống khô khan, khó khăn như một nhà tu. Ngược lại, cuộc sống của ông rất là nặng tình cảm, nhất là tình nghệ sĩ, mà có lẽ ông đã chịu ảnh hưởng không ít của người cậu ruột, cố nhạc sĩ lừng danh Hoàng Trọng. Yêu âm nhạc, sáng tác nhạc, biết sử dụng nhiều nhạc khí và ca hát cùng với những cô em gái rất là diễm lệ, là những dấu hiệu dễ nhận nhất của con người đầy nghệ sĩ tính và rất nòi tình của ông. Tóm lại, ông rất lãng mạn trong đời sống nghệ sĩ. Đó là sự cân bằng giữa hai phương trình con người của ông: một nửa dành cho Thiên Chúa và tha nhân, nửa kia là con người của thế giới âm thanh. Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã ghi dấu sự biến hình của một quốc gia một thời được thế giới công nhận và làm mất đi quá nhiều di sản văn hóa, cũng như thay đổi quá sâu vào nếp sống của người dân Việt. Là người của thời đại ấy, thầy phó tế Sang cũng phải chịu những mất mát to lớn
và phải chấp nhận một cuộc sống tha phương. Sự chấp nhận cuộc sống xứ người cũng làm ông mất đi một dự định cho bản thân mình, là làm một chuyên gia trong ngành ngoại giao. Tuy nhiên, bù lại, ông thực hiện được tâm ước hiến mình cho Thiên Chúa, phục vụ tha nhân, nạn nhân của thời cuộc hay những kẻ sa ngã bởi vi phạm luật pháp của quốc gia tạm dung, hoặc ngay cả những tù tội người gốc bản xứ. Với dòng thời gian trôi qua của tuổi đời, với kinh nghiệm trong dĩ vãng, ông không muốn để mất mát đi những hình ảnh ghi dấu những đóng góp của ông cho xã hội, dù là một xã hội thu hẹp trong hai khía cạnh tôn giáo và tha nhân. Ông đã được người thân, bạn hữu, những người quý trọng ông khuyến khích ông thực hiện những DVD, sản phẩm của khoa học kỹ thuật điện tử, hầu lưu lại cho con cháu, thân hữu được chiêm ngưỡng những dân hiến tốt lành của ông. Đây không phải là sự khoe khoang của ông, vì bản tính của ông thì rất là khiêm nhường, mà là niềm hãnh diện của gia tộc, bằng hữu và nguồn kích động cho lớp trẻ mai hậu. Người đời có câu, một bức hình có thể nói thay cho ngàn chữ. Vậy, xin thân ái mời tất cả cùng chiêm ngưỡng nhiều tấm hình nói thay cho nhiều vạn triệu chữ ghi trong DVD này, để thấy cuộc hành trình hiến dân nhân bản của người con yêu của Thiên Chúa, Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh Sang. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kính thưa quý vị, bản nhạc Hè xưa tưởng nhớ là sáng tác đầu tay cách đây hơn 40 năm của nhạc sĩ thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh Sang, cũng là cháu ruột của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng. Sáng tác này đã được cố nhạc sĩ Hoàng Trọng là trưởng ban đại hòa tấu Tiếng Tơ Đồng biên soạn phần hòa âm cho nam danh ca Anh Ngọc trình bày, với phần phụ hòa các bè giọng nam lẫn giọng nữ của một số ca sĩ danh tiếng trong ban Tiếng Tơ Đồng. Và sau đây xin mời quý vị nghe cảm tưởng của Phạm Vĩnh Sơn về bài Hè xưa tưởng nhớ của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Sang. Hè, âm thanh ấy đối với những ai đã từng cắp sách đến trường đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó gợi cho ta nhớ nhiều thứ lắm, mà những hình ảnh ấy chỉ thực sự sống động trong mùa hè mà thôi. Đó là màu hoa phượng, đó là những người bạn đã cùng cắp sách tới trường, đó là thầy cô lớp học. Nhưng đặc biệt hơn cả là hình bóng người mà ta đã từng yêu thương một thời mà lại phải chia tay vào những ngày hè. Những hình ảnh ấy đối với những người bình thường đã vô cùng thấm thiết, nhưng thân thiết và tha thiết hơn là đối với những người nghệ sĩ. Hôm nay chúng ta có dịp được nghe lại bản nhạc Hè xưa tưởng nhớ của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Sang. Bản nhạc có khả năng làm sống lại mùa hè của một thời dĩ vãng. Cung điệu rất êm ái, dịu dàng và dễ thương. Tôi có cảm tưởng như được nghe bài nhạc với âm hưởng của nhạc bản cổ điển. Có những chỗ đang từ âm giai trường ông chuyển qua âm giai thứ, liên hệ rất khéo và đặc sắc, nghe thấy mà sướng lỗ tai. Những âm thanh có sức cuốn hút mạnh mẽ tâm hồn những học sinh thời đó khi được gặp lại nhau, nhất là những người mình có tình cảm đặc biệt khi mùa hè sắp tới. Đúng là con cháu nhà nòi có khác. Thật không dễ dàng gì để viết hoặc nói ra những gì mình suy nghĩ, nhưng nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Sang đã làm được. Bây giờ không gì hơn, ta hãy thả hồn theo Hè xưa tưởng nhớ để cùng nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Sang trở về mùa hè rực rỡ năm xưa trong trí tưởng tượng của mỗi người. Thank you.
hôm nay hè đã tới như ru vào lòng tôi bao kỷ niệm yêu dấu còn nhớ đêm khuya vầng trăng sáng ngồi ngắm ánh trăng vàng đưa ta về dị vãng như ngày còn ấu thương nhau.
Tôi rất là cảm ơn Tạ, cảm tạ ơn Chúa. Chúa cho tôi có sức khỏe. Trong vòng 17 năm nay đã tôi đặc trách về tuyến lũy trại tù tại Oklahoma City. Và tôi nghĩ rằng là trong đời tôi còn lại, tôi cũng sẽ phục vụ cho những người tù. Đó là ý Thánh Chúa muốn tôi là một người để mà sống với những người tù nhân, mà tôi cũng lại rất là thông cảm và hiểu biết. Đó là lý do mà tôi cũng viết những cái bài pháp luật thực dụng để gửi cho báo Việt Báo Đắc Khâm của ông Hải để phổ biến cho đồng bào của người Việt chúng ta hải ngoại đọc và được hiểu biết thêm về những sự khó khăn và những cái nỗi ưu tư, cũng như là những câu chuyện mà nhiều khi ở ngoài không thể hiểu được bên trong cuộc sống những người tù nhân. Tù nhân ở đây không phải chỉ có Việt Nam, nói chung là các tù nhân. Đó là lý do mà ngày hôm nay tôi ghé thăm ông Hải, vì tôi sắp sửa kỷ niệm 32 năm chịu chức phó tế. Xin cảm ơn ông Hải rất nhiều. Nhất là gọi là peaceful in mind, luôn luôn có an bình trong tâm hồn. Thành ra vì thế cho nên không có tiền bạc nào mà có thể mua được sự an bình cho tâm hồn hết tất cả. Đó là lý do mà tôi cảm thấy sung sướng nhất chật chán. Chúa đã ban cho tôi được luôn luôn tâm hồn được bình an, và nhất là mình nhìn thấy cuộc sống tâm linh là một cuộc sống vô giá. Còn nếu cuộc sống vật chất ấy, là một cuộc sống không bao giờ có giá trị trường kiều cả, chỉ có giá trị tạm thời. Nhưng mà cuộc sống tâm linh luôn luôn nó có mang đến cho mình cuộc sống, nghĩa là ngay cả trần thế này mình cũng cảm thấy giống như là mình có một cuộc sống bất tận mà không bao giờ phải lo lắng cả. Và cuộc đời của mình lúc nào cũng không có ai thù oán mình hết cả. Và nếu mình sống về vật chất, mình đi theo đuổi về vật chất thì đương nhiên là mình có những kẻ ghét người yêu, và hơn thế nữa là tâm linh mình cũng lại sẽ không được an bình. Đó là lý do tôi tâm sự với ông Hải là như vậy đó.
Thưa quý thân hữu và thưa quý độc giả bốn phương, chắc nhiều người trong chúng ta đã từng đọc những bài viết về pháp luật Hoa Kỳ thực dụng, đã đăng trên một số báo Nguyệt Giang, cũng như trên một số website do Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh Sang khảo cứu và biên soạn liên tục từ hơn 33 năm qua và cho đến hôm nay. Khởi sự sau 5 năm là điều hợp viên đặc trách chương trình tị nạn Đông Nam Á cho cơ quan USCC tại tiểu bang Oklahoma. Tiếp theo là 32 năm liên tục phục vụ trong ngành tư pháp Hoa Kỳ, làm phụ tá trưởng phòng tố tụng tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ thuộc tiểu bang Oklahoma. Đồng thời cũng song song trong thời gian này với trên 18 năm liên tục trong nhiệm vụ là một tuyên úy trại tù từ cấp tiểu bang lên đến cấp liên bang, được tốt nghiệp qua khóa huấn luyện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tổ chức tại tiểu bang Colorado. Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh Sang đã liên tục phục vụ cho các tù nhân không phân biệt chủng tộc vào những ngày cuối tuần. Từ 18 năm qua cho đến hôm nay vẫn còn tiếp tục phục vụ cho tù nhân. Do đó, trực tiếp qua nhiều năm kinh nghiệm trong công việc làm của thầy ở nhà thờ, ở tòa án và ở trại tù, thầy đã gom góp lại tất cả các đề tài pháp lý mà thầy đã viết từ hơn 33 năm qua trong một cuốn sách lấy tựa đề là Tuyển tập Pháp luật Hoa Kỳ thực dụng, dày 500 trang. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này đến cùng quý vị độc giả bốn phương và cùng quý vị thân hữu của Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh Sang.
Thank you.
lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều dì dào, tiếng ru bên thềm chăm tà soi bóng mẹ yêu, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặn hồ, lời ru mát mát êm như sáo diều rơ rơ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng trẻ thơ. Thương con tha thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội xeo một sương hai nắng cho bạn mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng triền chảy vào